Hello, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay mình nói chung là cũng lâu lắm rồi mình mới vào một cái tài khoản mà có thể nói như thế này: người chơi được giữ mức quyền lực cao nhất trong cái tựa game Rise of Kingdoms, đó chính là giữ mũ vua nhé anh em. Một trong những cái tước vị mà mình tin chắc rằng không phải ai cũng được giữ cái tước vị như thế này. Đó, bởi vì nó liên quan đến cái sự tín nhiệm của anh em trong Vương quốc. Ok, video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng ghé thăm Vương quốc. Mình thấy là F32 nhưng mà mình không biết chính xác là Vương quốc nào. Ở đây thì chúng ta sẽ ghé thăm Vương quốc 2832. Hiện tại thì đang có một ngôi sao Win KVK 2457. Và Win có một ngôi sao thì anh em biết được là giữ dít cuối một lần nhé anh em. Kingdom thì đang giữ sức mạnh là 7,8 tỷ và đang chơi KVK. Trong đây thì anh em thấy được là một Kingdom Việt Nam. Về cái thông tin Kingdom Việt như thế này thì mình tin chắc rằng là nó sẽ giúp ích cho anh em rất là nhiều. Mình thấy rất là nhiều anh em hỏi về những Kingdom Việt đánh xít thấp, thì đây cũng là một cái thông tin để cho anh em có thể tham khảo được nha. Rất là nhiều người chơi Việt Nam ở đây. Nếu như anh em đang tìm kiếm một Kingdom Việt Nam thì anh em cũng có thể tìm hiểu về vương quốc này nha. Rồi, như vậy là mình đã cùng bấm sơ cho anh em xem về anh em ở trong Kingdom này. Rồi, tiếp đến sẽ là cái mức sức mạnh của liên minh ở trong cụm KVK này nhé, 7,8 tỷ. Tiếp đến thì là kỹ năng liên minh, xếp hạng 6, 166 tỷ, gần 167 tỷ. Thì như mình nói với anh em rồi, đánh chích D đối với mức điểm tiêu diệt như vậy là ổn áp và rất là cao nhé anh em. Sức mạnh cá nhân ở trong cụm này, kỹ năng cá nhân ở trong cụm này, bây giờ đánh ship CD nó cũng nhiều boss lắm nè mà. Rồi, trong video ngày hôm nay thì cũng cảm ơn anh em Kingdom cũng như là R4 R5 đã hỗ trợ cho mình làm video ngày hôm nay nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem chi tiết về cái tài khoản này đang giữ cái tước vị cao nhất ở trong game, đó chính là mũ vua. Với cái số ngày đăng nhập liên tục là 1350 ngày và mốc VIP là VIP 17. Số game còn lại mình thấy là cũng còn khá nhiều, 134k game nhé anh em. Mức sức mạnh là 82 triệu sức mạnh và điểm tiêu diệt là 3,7 tỷ. Cái mức điểm tiêu diệt cũng cực kỳ ổn áp. Đang sử dụng nền văn minh Pháp. Ở đây thì anh em thấy được là đánh ổn phiêu cũng khá là lời nha. Một mùa KVK gây thương nặng cao nhất, tiêu diệt số quân nhiều nhất là 31 triệu và chữa lành nhiều nhất là 23 triệu. Tiếp đến về thông tin chi tiết cái tài khoản này, anh em thấy sức mạnh tối đa nó rất là cao, hơn 100 triệu sức mạnh. Đét cũng rất nhiều nha, gần 20 triệu đét rồi. Thu thập tài nguyên và hỗ trợ tài nguyên thì nó gần đồng đều nhau, tầm khoảng 15-16 tỷ. Với 82 triệu sức mạnh thì anh em sẽ có là tổng số đơn vị quân là 3,2 triệu lính. Ở đây anh em thấy được cái lính kỵ nó khá là nhiều, thì có khả năng là chủ ác đánh nhiều kỵ hơn. Cũng có thể là đánh 5 đạo nhưng nó tới 2 đạo kỵ hoặc là tới 3 đạo kỵ. Rồi, VIP 17 giữ một cái tước vị cao nhất ở trong game này thì nó cực kỳ là ấn tượng đối với mình rồi. Ngoài ra thì ở đây có thêm một cái skin nhà thiên đình kỵ binh nữa nhé anh em. Đa phần thì những cái nhà này thì anh em có thể đổi được trong shop KVK hết rồi. Những cái nhà này thì mua trong vòng cuộn các thứ nên là anh em mình sẽ không kiểm tra về những cái nhà đấy nữa, mà chỉ xem về những cái nhà đặc biệt quý hiếm như ở đây. Tại sao mình nói là đặc biệt quý hiếm? Bởi vì nó đã ra rồi thì nó sẽ không ra lại. Cái tựa game này nó hay chỗ đấy này mà. Ở đây thì anh em sẽ có được nhà huyền thoại kỵ, đua thiên đình mùa xuân năm 2022 và cái chỉ số bút của nó là tấn công kỵ 15%. Như anh em biết được là công nghệ KVK chinh phạt pha lê ấy, gọi là công nghệ pha lê, thì đầu hầu hết là nó sẽ nâng những chỉ số về tăng tấn công. Thì anh em có được cái chỉ số skin nhà huyền thoại kỵ binh tăng tấn công kỵ 15% này thì nó cũng rất là tốt khi mà anh em đánh hồn phiêu. Tuy nhiên là ít nạp thì người ta vẫn chuộng về máu với thủ hơn, vì nó sẽ giúp cho anh em khỏe hơn khi mà đánh phiêu nhé anh em. Rồi, như vậy là con ạc này có một cái skin nhà thiên đỉnh. Bây giờ thì mình sẽ cùng xem một chút về kho. Đang đánh KVK mình thấy vàng còn một B7 là cũng còn khá nhiều. Đánh chip D mà tầm đấy là cũng còn áp rồi. Nhưng mà những loại tài nguyên khác thì cũng không còn nhiều nữa. Ạc này tăng tốc thì cũng ổn áp phết đấy này mà. Mỗi cái cục 24 giờ 320 cái như vậy là cũng rất là nhiều rồi. Hơn 1 năm tăng tốc. Đánh chip D mà tầm khoảng 1 năm tăng tốc là anh em có thể kiếm được 30 mà kill nhẹ nhàng, với cái mức tiêu thụ tài nguyên nó sẽ rơi vào tầm 7B tới 8B, hoặc là đánh mà lỗ lắm thì 9B là anh em đủ 30 mà kill nha. Rồi, một con ạc chuyên kỳ thì anh em sẽ có được dàn gear và thiết bị của nó như nào đây. Ở đây mình thấy đeo gear cho cả cao cao, chắc là để chạy pháo đài. Anh em mình sẽ đếm tổng trước nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 84 là 32, 33, 34, 35. Như vậy là chúng ta sẽ có 36 món trang bị cam. 36 mà chia cho 8, một con tướng thì sẽ có 8 món cam. Thì như vậy là anh em sẽ có được gần 5 set full cam nhé anh em. Gần 5 set cam cũng mạnh phết đấy anh em ạ. VIP 17 mà gần 5 set cam cũng ổn áp rồi. Đặc biệt là anh em lựa chọn cái lối chơi chuyên cậy nó cũng khá là tốt. Ở đây thì mình thấy là chủ ác đang đầu tư rèn cái kiếm chinh phạt đã biểu chân lên cấp độ level 2. Và cũng có khá nhiều món nổ tài năng đặc biệt ở trong này nhé anh em. Vũ trang thì anh em mình sẽ xem trong phần tướng luôn. Vua, đây là làm vua là cứ phải hit cái này đầu tiên anh em ạ. Cái quy chuẩn ở trong game rồi. Cái cục đấy là nó nhiều game lắm đấy, anh em là mở hên rồi ra rất là nhiều game. Ở đây mình thấy nó còn 641 tượng cam. Tượng cam mà còn dư nhiều như thế này thì có khả năng là chủ ạc không có úp bên lì nhé anh em. Anh em mình sẽ xem để xem là mình đoán có chính xác hay không nè. Ở đây còn 4 con tướng cam chưa chịu hồi. Ăn tượng thống đốc, kỵ mới, kỵ đồn chú cũng được 60 tượng rồi nè. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một đạo nó là hoắc khứ bệnh. Full một set cam và có rất là nhiều món nổ tài năng đặc biệt. Vũ trang cũng rất là đẹp nha anh em. Tiếp đến thì là gia các lượng. Full một set cam, full một set hàm rồng. Kích được 6 lên được 6 món thì anh em sẽ kích được rất là nhiều chỉ số bút nha anh em. Chúng ta sẽ có vũ trang của cung của rất là đẹp, và đặc biệt là gia các lượng thì nó không có những chỉ số tăng về tốc độ hành quân, thế nên là nếu mà anh em mở vũ trang mà có được cả tốc độ hành quân như thế này là nó cực kỳ tốt, rất là tốt luôn nhá anh em. Mình xem gia các lượng có kéo man không, 1 tỷ 3, kéo man cũng khét đấy. Rồi, một đạo thứ hai là hạng vũ, cũng full một set cam mà đang xài 2 món phụ kiện tím. Có hạng vũ nhưng mà lại không lên nét, có hạng vũ nhưng mà lại không lên bên lì anh em ạ. Cao cao cũng đang full một set cam. Cao cao này là cái set này thì là mình nghĩ là nó dành cho netki nha anh em, thế nên là anh em mình không cần xem netki nữa, chỉ cần xem về vũ trang, đội hình các thứ thôi. Vũ trang ở đây thì anh em thấy được cái chỉ số rất là đẹp. Wow, hơn 30% boost hình thật sự. Rồi, như vậy là anh em mình đã xem là chủ ác đánh tới 3 đạo kỵ, hoắc khứ bệnh, hạng vũ và netki. Một đạo cung là gia các lượng và một đạo bộ binh đó là hoàng vũ. Hoàng vũ thì cũng full một set cam. Ở đây không biết là nếu mà bộ binh thì anh em cố gắng là lên được 4 món nhá anh em, để kích được cái tốc độ gần 10%. Đánh kỵ mà bộ nó phải đi nhanh một chút thì nó sẽ ổn áp hơn, đồng đều hơn, và khi anh em nhấp nhả thì nó sẽ nổ skill kịp so với cái đám kỵ. Cái kỵ là thường nó sẽ nổ skill trước. Trời ơi, mà vũ trang mình văn thứ hên thế nhỉ. Chàng hơn 30% bộ binh rồi em ạ. Ghê thật. Ở đây thì mình thấy chủ ạc mát cả Hera nữa nè. Mà không biết có cũng kéo màn cả tỷ ấy. Gì nữa nè, cũng kéo màn này. Và anh em thấy được là chơi xít thấp thì ăn rất là nhiều tượng thống đốc. Ở đây là JK nè. Rồi, ốp quá nhiều tượng mà cho JK. 170 tượng này chưa, 170 tượng thì là top 1 thống đốc, 10 tượng triệu hồi. Justin. Trời ơi, quá nhiều tượng thống đốc. Chủ ạc có đầu tư mát cả Mina nhá anh em. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ xem thử bao nhiêu con tướng cam này. 6 nè, 8 nè, 9 nè, 11 nè, 13 nè, 14 nè, 16 nè, 17 nè, 19, 20. 20 con tướng cam mát. Và anh em sẽ có số ngày chơi game đầu tiên là ngày 17 tháng 6 năm 2020. Mình thấy là mở khóa được 6 đạo để đánh phiêu rồi đấy, nhưng mà không biết là không, nhưng mà chắc chắn là không đủ gì để đánh 6 đạo rồi. Một đạo đầu tiên là một đạo bộ binh, hoàng vũ với lại SC. Đạo thứ hai là gia các lượng với Di. Đạo thứ ba là hoắc khứ bệnh William, mát cả William nha. Đạo thứ tư là hạng vũ với lại Justin. Đạo thứ năm là Net Doan. Như vậy là 5 đạo đã nôn phiêu. Cá nhân mình thấy 5 đạo này đã nôn phiêu thì cũng khá là khỏe rồi. Meta mà chuẩn hơn thì anh em có thể thay đổi là gia các lượng với lại Herman. Một đạo bộ binh top 1 hiện tại thì đang là SC với lại Lưu Triệt. Và mạnh hơn nữa thì mình nghĩ là vẫn là hạng vũ với lại Bentley thôi. khi mà anh em đánh nhau sẽ qua một thứ, với kể cả là anh em đánh ở Battlefield thì cái chuyên môn của Bentley vẫn có tác dụng rất là tốt, đặc biệt là tác dụng đối với những cái đạo khác. Nó sẽ giúp cho những đạo khác của anh em gây sát thương được tốt hơn nha anh em, chứ không phải là không có tác dụng đâu. Cho nên là mình nghĩ là Bentley vẫn thực sự rất là tốt. Hạn chế duy nhất là không có AoE. Và như anh em biết được là khi mà anh em kẹp hạng vũ Bentley thì thường là cái báo cáo report của cái cặp đó thì thường sẽ không được tốt lắm thôi nhé anh em. Thẻ cấp pha lê, có một gói pha lê mùa. Mình sẽ xem rồi gói nhiệm vụ pha lê xem thử có mua hay không nha. Rồi, ở đây anh em thấy được là chủ hàng cũng có đầu tư mua cả gói nhiệm vụ pha lê nữa nè. KVK thì đang chơi map thời di thể dịch, chơi được khoảng 20 ngày rồi. Và mình sẽ xem một chút về điểm danh dự cá nhân. 20 ngày mình đã 50k điểm. Như vậy cũng bình thường thôi đúng không anh em? Đã gây thương nặng được, cũng đi được nửa đường rồi, 14 triệu kill. Còn khoảng nửa đường nữa là đủ 30 mà kill và anh em sẽ lấy được một cái xu. Mức giới hạn tối thiểu duy nhất, ít nhất mà một người chơi ít nạp không nạp cố gắng đánh một mùa 30 mật kiều là mình nghĩ cực kỳ ổn áp. Ở đây chủ hạt đã tiêu tới 50 triệu pha lê rồi nhá anh em. Rồi mình có xem một số các báo cáo thì anh em có thể thấy được là cũng là một người chơi đam mê cảm giác mạnh, và cái cảm giác này nó cũng mang rất là nhiều rủi ro cho anh em. Tuy nhiên ở cái report này thì anh em có thể thấy được là cái mức sức mạnh của hai bên nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Bên hứng Renly thì chỉ có mất 245k thôi, nhưng mà bên Renly thì chết mát nhiều luôn. Và cái mức sức mạnh giảm tới 1 tỷ 6. Thử vậy mà là siêu lời đúng không anh em? Cũng vậy là mát lời rồi. Tiếp đến, ôi ôi, cái này thì có vẻ là 1-1. Anh em hứng Renly mà giao dịch báo cáo các thứ mà nó 1-1 như vậy là cũng khá là mạnh nha anh em, cực kỳ ổn áp đấy. Chung là hứng khỏe phết đấy, đa phần thì là mấy cái báo cáo lưu lại mình thấy nó đều là rất là lời nè. Attila anh em thấy được là nó bào nhà cũng rất là khét nhá anh em. Top 1 thống đốc Hera nè. Wow. 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 2M lính Renly với 3M pháo đài. Bên kia 3M pháo đài ảo ma Canada thế. Chết tới 735k. Chết lắm thế nhỉ, Gogo Hera mà ảo Makada thế. Chết quá trời chết nhỉ, ghê thật chứ. 2M đang lấy pháo 3M nè, uy tín chưa. Top 1 20 chọc, xếp hạng 1, xếp hạng 11. Danh dự KVK. Rồi ok, như vậy là hôm nay mình cũng đã review cho anh em. Nói chung là lâu lâu vào được con ạc giữ cái mức quyền lực cao nhất game, đó chính là mũ vua. Mà không phải ai chơi cái tựa game này cũng có thể giữ được cái mức quyền lực cao như thế này đúng không anh em. Và nhân tiện thì ngày hôm nay thì cũng đã ghé thăm Vương quốc 2832, một vương quốc có rất nhiều anh em Việt Nam và đánh ship thấp với cái mức điểm tiêu diệt chung của liên minh là rất là cao. Nếu như anh em đang có nhu cầu tìm kiếm một kingdom Việt thì anh em cũng có thể tham khảo thử những cái kingdom mà mình đã từng review trong những cái clip review nhé anh em. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhớ ủng hộ cho mình xin một like và ủng hộ cho mình đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.